Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ phân tích cho mọi người một mẫu bàn tay của một người nam giới rất là thành công. Và trong mẫu bàn tay này sẽ có nhiều những cái đường nét mà từ trước tới giờ mình chưa từng phân tích, chưa từng chỉ ra ở những video trước kia. Hôm nay mình sẽ chỉ rõ cho mọi người để mọi người có thể biết được và có thể tự nhìn trong lòng bàn tay của mình xem có những đường nét may mắn đó hay không nhé. Sau đây ta sẽ đi vào phân tích. Trước tiên, khi ta nhìn trung điểm bàn tay này thì ta thấy xuất hiện sao? Một hình chữ thập, hai hình chữ thập luôn. Một hình này, hai hình. Rất rõ. Mình quanh tròn cho mọi người xem này. Đấy. Đây, hình chữ thập này là rõ nhất này. Còn cái này nó chỉ là hình phụ thôi. Người nào sở hữu hình chữ thập trong lòng bàn tay? Đấy. Hình chữ thập nó sẽ là nằm ở vị trí giao điểm giữa đường chí đạo đấy, và đường tâm đạo. Thì đây mới gọi là đường chữ thập, đường hình chữ thập có giá trị đấy. Vậy cái giá trị mang lại của hình chữ thập này nó nói lên điều gì? Nó mang 4 giá trị, mình đã nói ở rất nhiều video khác rồi. Hôm nay mình xin nhắc lại. Thứ nhất, người sở hữu hình chữ thập giữa lòng bàn tay thì sao? Sẽ là người có máu kinh doanh, có máu đầu tư. Đấy, rất thích kinh doanh, rất thích đầu tư. Và họ làm nghề kinh doanh thì dễ dàng gặt hái được sự thành công. Giá trị thứ hai đó là sẽ có nhiều fan chết hụt, thập tử nhất sinh, nhưng mà đều được thoát trong gang tấc, thoát chết trong gang tấc, trong nháy mắt, như là có bể trên cứu đỡ. Giá trị thứ ba mang lại đó là người sở hữu hình chữ thập rất tin tâm linh, rất tin bể trên. Từ khi lúc nhỏ sinh ra, họ đã tin vào tâm linh, họ đã tin vào tôn giáo, họ rất sùng đạo. Nếu theo đạo Phật, rất tin Phật, nếu theo Chúa thì rất là tin Chúa, họ rất là tín ngưỡng. Nếu theo đạo thờ ông bà cũng rất chăm lo chuyện thờ cúng, chứ không phải là người báng buồng. Và giá trị thứ tư của chữ X giữa lòng bàn tay này mang lại, đó là người sở hữu đó sẽ có tính cả nể, hay giúp đỡ anh em bạn bè, nhưng mà toàn nhận lại đắng cay thôi. Cho vay cho mượn trước sau rồi không có thể lấy lại. Hoặc là giúp bạn bè trong những lúc khó khăn, sau đến lúc mình khó khăn hỏi họ rồi toàn nhận lại oán thù, ăn cháo đá bát. Tóm lại, chữ X này xuất hiện giữa lòng bàn tay thường đem lại những điều may mắn hơn là những điều xấu. Mình xin nhấn mạnh lại một lần nữa. Nếu tính theo những cái lượng khách mà đặt lịch coi chỉ tay bên mình, cứ khoảng 10 người thì khoảng đến 3 người sẽ sở hữu dấu X này giữa lòng bàn tay. Nếu dấu X này nó càng đậm, càng rõ nét thì cái giá trị là mang lại càng lớn lao, càng to lớn. Còn người nào mà cái dấu X hay là dấu chữ thập này nó càng mờ, càng lạt thì cái giá trị là mang lại chỉ là một cách nhỏ nhặt thôi, chứ giá trị nó không mang lại lớn lao. Mình xin nhắc lại, đường chữ thập càng lớn, càng đậm, càng rõ nét thì giá trị mang lại càng lớn. Còn hình chữ thập càng mờ lạc, càng nhạt thì giá trị nó mang lại càng nhỏ. Đấy. Ví dụ như là có máu kinh doanh, nếu đường chỉ nó đậm, rõ nét thì rất là máu và có gan rất là lớn. Còn đường chỉ này nó mà mờ, hơi lạc, hơi mờ thì cái thôi thúc trong họ nó cũng chỉ là ở cái mức bình thường thôi. Ta sẽ đi phân tích đường chỉ tiếp theo. Đó là đường chỉ tâm đạo. Đây, cái mình khoanh tròn cho mọi người xem đây. Đây, đường chỉ tâm đạo đây. Khi ta nhìn thấy đường chỉ tâm đạo này thì ta sẽ nhận thấy có rất nhiều nét đặc biệt. Đó là đường chỉ tâm đạo này tương đối là đậm so với các đường chỉ khác trong lòng bàn tay. Đấy. Kèm theo đó là xuất hiện những đường chỉ tua rua rất nhiều. 1 đường chỉ, 2 đường chỉ, 3 đường chỉ, 4 đường chỉ, 5 đường chỉ, 6 đường chỉ. Nó tạo thành những đường tua rua. Người nào sở hữu đường chỉ tâm đạo như thế này dễ sẽ là người đào hoa, đấy, trăng hoa, và sẽ có nhiều bạn gái xung quanh gọi là quyến rũ đến bên. Đấy. Nếu chủ nhân của bàn tay mà không giữ vững đạo đức thì rất dễ sa ngã rồi dẫn đến đổ vỡ gia đình. Bởi vì bàn tay này có số đào hoa. Đấy. Phải hết sức cẩn thận cho những bạn nào sở hữu những đường chỉ tua rua nằm trên đường tâm đạo như thế này.
Và kèm theo đó, ta có thể thấy đường chỉ hôn nhân của mẫu bàn tay này, cái mình khoanh tròn đây, nó có dấu hiệu là quặp xuống. Đấy. Người nào sở hữu đường chỉ hôn nhân quặp xuống, hướng xuống sẽ là người trục trặc trong chuyện tình cảm vợ chồng. Vợ chồng sẽ không mấy là hòa thuận cả, dễ sinh bất đồng quan điểm, bất đồng tư tưởng. Nhưng ở đây thì mình không thấy đường chỉ hôn nhân nó sẽ làm đôi như thế này. Vì thế chắc chắn là vợ chồng, gia đình, chủ nhân mẫu bàn tay này chỉ dừng ở cái mức đó là xung khắc thôi, lời qua tiếng lại thôi, chứ không đến nỗi mà bỏ nhau. Và chủ nhân của mẫu bàn tay này cũng đã xác nhận với mình rằng anh ấy với vợ anh ấy hay khắc khẩu, lời qua tiếng lại và khó có thể ngồi chung mâm mà nói chuyện được. Nhưng mà vẫn sống với nhau, vẫn nhường nhịn với nhau và vẫn ở với nhau. Tiếp theo, ta sẽ đi tới đó là đường chỉ trí đạo. Cái mình khoanh tròn cho mọi người xem này. Đây, đường chỉ trí đạo. Mọi người thấy cái điểm gì? Đường chỉ trí đạo này thì càng về cuối lại càng mờ. Mọi người thấy không? Đây, phần đầu thì nó đậm nhé. Đấy, khu vực này bắt đầu nó đậm này. Tới đây nó đậm này. Càng về cuối lại càng mờ. Nếu mọi người không cẩn thận xét đoán thì rất dễ nói là mẫu bàn tay này sẽ là người trí tuệ kém, không có thông minh, học vị không có cao và sẽ chỉ là người làm thuê bình thường mà thôi. Nhưng không, nhiều khi đường chỉ trí đạo của họ mờ nhưng mà chưa chắc, chưa hẳn đã là người kém cỏi, đã là người không thông minh. Bởi vì nếu ta nhìn kỹ thì ta có thể thấy trên đường chỉ trí đạo này xuất hiện hình tam giác. Đấy. Nếu ta nhìn kỹ thì ta có thể thấy đây xuất hiện một tam giác này. Hai tam giác này. Đấy. Nó tạo thành hình tam giác rất rõ nét. Bất cứ người nào trên đường trí đạo sở hữu hình tam giác, đó là dấu hiệu của người có quý nhân phù trợ. Dù đi tới bất cứ nơi đâu cũng hay được người khác giúp đỡ. Dù rơi có những hoàn cảnh khó khăn như thế nào cũng có người đưa tay ra giúp đỡ, gánh vác, lo lắng cho. Đấy. Và gặp tai nạn gì cũng qua, gặp khó khăn gì cũng có người cứu đỡ. Nói chung là sở hữu được hình tam giác trên đường trí đạo quả thực là một điều may mắn vô cùng cho chủ nhân của mẫu bàn tay này. Nó như là cứu cánh cả một cái đường trí đạo xấu này thành đường trí đạo tốt. Kèm theo đó, đấy, ta sẽ phân tích đường chỉ sinh đạo. Mọi người nhìn vào đường chỉ sinh đạo của người này thì có gì đặc biệt nào? Đây, cái mình khoanh tròn này, thấy rõ chưa? Đây là đường chỉ sinh đạo nhé. Bây giờ ta sẽ phân tích kỹ. Cái điểm khởi đầu của đường chỉ sinh đạo này xuất hiện đường chỉ hướng lên, một đường hướng lên này, hai hướng lên này, ba hướng lên này, bốn hướng lên này, năm hướng lên này. Đường chỉ hướng lên sẽ là báo hiệu là lúc chủ nhân của mẫu bàn tay này làm được ra tiền, kinh tế họ khá và họ sẽ phất lên. Thì đây, đó sẽ là dấu hiệu của người này lúc trẻ tuổi đã biết kiếm ra tiền, biết làm ra tiền rất là sớm và họ thành công từ rất là sớm, trước năm 30 tuổi. Đó đều là dấu hiệu thành công trước năm 30 tuổi, đạt được công danh địa vị. Và chủ nhân của mẫu bàn tay này cũng đã bật mí cho mình rằng là hiện tại đang làm giám đốc điều hành của một công ty đấy, rất là thành công. Bởi vì sinh đạo xuất hiện được chỉ hướng lên đấy. Và nếu ta nhìn kỹ thêm một chút nữa thì ta sẽ thấy đường chỉ hướng xuống. Đường xuống đó là cũng trên đường chỉ sinh đạo, nhưng mà nó lại nằm ở phía gò kim tinh. Mọi người thấy rõ không? Đấy, nó nằm đây, vị trí này này. Chắc theo dõi nhiều video, mọi người chỉ nghe mình phân tích và nói đến đường chỉ hướng xuống, tức là đường chỉ thoát tài, nó nằm ở phía bên này thôi đúng không? Đấy. Chứ chưa từng được nghe đó là đường chỉ hướng xuống sinh đạo mà lại nằm trong gò kim tinh, tức là phía ngón tay cái này, khu vực ngón tay cái này. Đấy. Thì hôm nay mình sẽ giải nghĩa cho mọi người luôn. Người nào sở hữu đường chỉ hướng xuống nằm ở vị trí sinh đạo mà rẽ vào gò kim tinh, tức là hướng vào ngón tay cái, sẽ là người sẽ gặp trục trặc và gặp hoạn nạn trong những khoảng thời gian đó. Và cái mốc thời gian này ta có thể phân định là gần về cuối đời trung niên, khoảng tầm 50 tuổi. 50 tuổi người này sẽ gặp nạn. Đấy. Sẽ gặp nhiều chuyện đau lòng, nhiều chuyện đau thương, bất hạnh trong cái khoảng thời gian đó. Nhiều người thì sẽ dễ bị làm ăn thua lỗ này, còn nhiều người thì dễ xảy ra cảnh đó là người hôn phối của mình phải ra đi trước, hoặc người thân rất thân của mình
ra đi khiến cho mình đau lòng, khó chịu và nhớ không nguôi. Trong lòng của mình xót thương, đau đớn, phải suy nghĩ về họ, tiếc nuối, tiếc thương về họ. Đây, đường chỉ này nó sẽ báo hiệu là như vậy. Nó sẽ là một cú sốc tinh thần, sẽ là một cái niềm đau dành cho chủ nhân của mẫu bàn tay này. Và một điểm cộng nữa trên đường chỉ sinh đạo này của chủ nhân mẫu bàn tay này, ta có thể thấy đó là xuất hiện đường chỉ sinh đạo đôi. Nó phát nguồn ngay từ đầu luôn. Đấy, nó tới đây rồi nó dừng, nó lại tiếp nối nữa. Đây là được gọi đường chỉ sinh đạo đôi. Mình cũng đã chia sẻ rất nhiều video khác rồi. Người sở hữu đường chỉ sinh đạo đôi sẽ là người tuổi thọ cao, thoát chết trong nhiều phen, và kèm theo đó sẽ được nhiều về con cái. Và phần đông những người sở hữu đường chỉ sinh đạo đôi sẽ sinh nở từ 2 đến 3 đứa con. Và phần đông sẽ được nhờ về con cái rất nhiều. Con cái sinh ra nói rất là nghe lời và sẽ thành đạt. Đây cũng là một điểm cộng nữa cho mẫu bàn tay này. Xin chúc mừng. Trên gò thái âm ấy, ta có thể thấy xuất hiện đường chỉ du lịch hướng lên. Đường chỉ du lịch này của mẫu bàn tay này rất đẹp, nó thẳng tắp luôn, rất đẹp, rất rõ ràng. Đây là dấu hiệu của người thường xuyên phải đi, đi đó, đi đây, và công việc của họ luôn luôn phải giao lưu, đi hết chỗ này, chỗ kia, chân đi, chân chạy, không ngồi yên một chỗ được. Và đi là sẽ có lợi lộc, chứ không phải đi là sẽ gặp trục trặc. Đường chỉ du lịch hướng lên là đi xa, giao tiếp, gặp gỡ, làm việc, sẽ gặp được lợi lộc và sẽ gặp được thành công sau những chuyến đi đó. Đây cũng là một điểm cộng nữa dành cho mẫu bàn tay này. Và ta nhìn kỹ ở mẫu bàn tay này thêm một lần nữa, đó là cổ tay của người này có 3 ngấn. Rất rõ đúng không? Mọi người thấy không? Cái mình khoanh tròn này, 3 ngấn luôn, 3 ngấn rõ ràng luôn. Rất rõ ràng, rành mạch và không bị một vết hằn, vết cắt nào cả. Không có một vết cắt nào xen ngang, hay là không bị mờ, chỗ đậm, mà 3 đường chỉ rất là đều nhau như tranh vẽ luôn. Thì đây sẽ là một dấu hiệu tốt cho chủ nhân của mẫu bàn tay này. Đấy. Cái đường đầu tiên sẽ thường xuyên nói về, phản ánh về vấn đề sức khỏe này. Cái đường thứ hai sẽ phản ánh về tiền bạc này. Và cái đường vòng cổ tay thứ ba nó sẽ nói về chất lượng hạnh phúc của cuộc sống này. Thì căn cứ mẫu bàn tay này, cả 3 đường tương đối đều đồng đều, đẹp, rõ ràng. Thì đây được gọi là mẫu bàn tay gần như trọn vẹn cả về tiền bạc này, lẫn sức khỏe này, và tình duyên này. Tình duyên thì hơi khắc khẩu một xíu nhưng mà vẫn ở với nhau trọn vẹn. Tiếp theo, có một đường chỉ ta không thể nào bỏ quên được nó. Đường chỉ này đóng vai trò rất lớn, mang lại cái sự may mắn, hanh thông trong cái mẫu bàn tay này. Đó là đường chỉ số phận, hay được gọi là đường đời. Nhiều người họ hay gọi là đường chỉ thổ tinh, bởi vì nó kết thúc ở ngay gò thổ tinh này. Đấy, đây mình chỉ cho mọi người xem đây. Cái đường chỉ số phận của người này rất đậm và rõ nét. Cái điểm xuất phát này là sẽ báo vào mốc 9 tuổi. Tới đây nó sẽ báo từ mốc 30 cho đến 35 tuổi. Và tới cái mốc trên này nó sẽ nói là cái mốc 40 đến 45 tuổi. Đấy là cách tính tuổi trên đường chỉ số phận theo những cái kiến thức mà mình học được tương đối là chính xác. Ta đi phân tích kỹ đường này nhé. Đường chỉ số phận nó được coi như là một cái la bàn cho chủ nhân của mẫu bàn tay này. Đường chỉ này phản ánh con người đó có bị sa ngã theo con đường xấu hay không, tính cách thẳng tính hay là lươn lẹo. Có thể phản ánh là người thẳng tính, hay là người cương trực, hay là người dễ bị lung lay, hay là những người dễ bị lôi kéo. Nhưng đây ta có thể thấy rõ đường chỉ số phận của người này rất đậm, rõ nét, thẳng tưng một đường luôn. Thì sẽ là người có chí hướng đúng đắn, không bao giờ để người khác lôi kéo vào con đường sa ngã. Và nếu kể cả cho tiền họ, chắc họ cũng không bao giờ dám làm những việc xấu ác, vi phạm đạo đức con người. Thì đây là một đường chỉ số phận cực kỳ đẹp. Nhưng nếu ta nhìn kỹ thì ta có thể thấy đó là đường chỉ số phận này xuất hiện vết cắt. Đấy, một vết cắt này, hai vết cắt này,
Đấy, đây là hai cái dấu hiệu nói lên vào khoảng tầm năm 25 tuổi. Chủ nhân mẫu bàn tay này trên dưới nhé, sấp xỉ nhé, 25 tuổi, chủ nhân của mẫu bàn tay này sẽ gặp đại nạn, dễ bị tai nạn, té ngã hoặc là chết hụt. Và chủ nhân của mẫu bàn tay này trong lúc trao đổi với mình cũng đã khai thật là đã bị 1 đến 2 lần điện giật suýt chết và 1 lần suýt bị chết đuối. Thì đây là hai cái dấu vết rất rõ ràng cụ thể hằn lên trên đường chỉ số phận, hay được gọi là đường chỉ định mạng, rất rõ ràng. Và ngoài ra trên đường chỉ số phận này cũng xuất hiện những đường chỉ tốt nữa, đó là xuất hiện nhánh hướng lên trong đường chỉ số phận này, một đường chỉ hướng lên này, hai đường chỉ hướng lên. Đây đều là những dấu hiệu tốt nói lên là người sẽ thành công, và trong tay họ, bàn tay họ có thể làm nhiều lĩnh vực một lúc chứ không chỉ riêng một ngành nghề. Họ có thể quản lý nhiều ngành hàng, nhiều công việc một lúc. Đây thực sự là mẫu bàn tay đa tài. Và ta cũng không thể bỏ qua trong mẫu bàn tay này, đó là đường chỉ có vân mắt phượng. Đấy, trên ngón tay cái đây, ngón tay cái của chủ nhân mẫu bàn tay này cũng khá lớn, và kèm theo đó là vân mắt phượng. Người nào sở hữu vân mắt phượng rõ ràng, nét sẽ là người có trực giác tốt. Cái linh tính của họ sẽ rất khá, họ sẽ nghi đâu thì sẽ trúng đó, nghi ngờ điều gì thì trúng điều đó luôn. Trực giác của họ rất là nhạy bén, vô cùng nhạy bén, và khó ai có thể qua mắt được họ. Kèm theo đó họ cũng có khát vọng làm giàu rất lớn, hoài bão rất lớn, và họ thường sẽ có khiếu là kinh doanh. Đây cũng là một điểm cộng tiếp theo cho mẫu bàn tay này. Tổng luận lại, đây là một mẫu bàn tay đẹp, rất nhiều điểm ưu tú nằm ở trong mẫu bàn tay này. Đấy. Tiền tài có này, kinh tế có này, sức khỏe có này. Tuy chuyện hôn nhân vợ chồng sẽ hơi khắc khẩu một xíu, nhưng mà họ vẫn ở được với nhau. Nếu chủ nhân của mẫu bàn tay này có nghe, có xem được video này, thì hãy vui lòng cân nhắc, phải biết giữ mình trước chỗ đông người. Bởi vì công việc chính của chủ nhân mẫu bàn tay này sẽ là hay phải đi giao tiếp, hay phải đi nói chuyện với khách hàng, hay phải đi nhậu nhẹt. Phải biết giữ mình, không là rất dễ chuyện hôn nhân sẽ gặp trục trặc. Cái này cần phải hết sức lưu ý. Thôi, mình cũng xin kết thúc video tại đây. Bạn nào thấy video thật hay, hữu ích, hãy nhấn một nút đăng ký để mình có thêm thật nhiều động lực nữa, tạo thêm nhiều video hay nữa để chia sẻ đến cho mọi người nhé. Bạn nào muốn đặt lịch coi riêng hay muốn hỏi gì thêm, có thể nhắn tin trực tiếp cho mình qua số Zalo 0766623979. Nhận được tin nhắn, mình sẽ lên lịch coi riêng cho tất cả mọi người. Chào mọi người, hẹn mọi người vào video kế tiếp.